Hai ngày sau vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người tử vong, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài kêu gọi quyên góp ủng hộ. Trong đó, fanpage Thiên 28 Entertainment với hơn 11 triệu lượt theo dõi đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ với sự lan tỏa mạnh mẽ. Tính từ 15 giờ 16 phút ngày 14 tháng 9 đến 14 giờ này 15 tháng 9, admin fanpage này công bố số tiền nhận được là 1 tỷ và 95 triệu. Đại diện fanpage Thiên 28 Entertainment trực tiếp gửi tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân trong chiều cùng ngày. Đại diện fanpage Thiên 28 Entertainment đã tới trao tận tay số tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân. Ngoài ra, đội ngũ này còn đăng tải biên lai chuyển tiền, đồng thời thông báo lý do chậm chế sao kê. 14 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 9, team Thiên 28 đã đi rút tiền tại ngân hàng VCB chi nhánh Trung Kính và xin sao kê của ngân hàng. Tuy nhiên, theo quy định, ngân hàng không thể sao kê được trong ngày. Ngân hàng lại không làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật, tức ngày 16 tháng 9 và 17 phần 9. Do đó, team chúng tôi xin phép thứ Hai, ngày 18 tháng 9 năm 2023, sẽ sao kê đầy đủ và gắn link đính kèm để tất cả mọi người cùng theo dõi. Trước khi khóa tài khoản ghi, tức nhận tiền, chúng tôi đã có xin xác nhận tài khoản số dư còn là 8.934.432 đồng Việt Nam, gần 9 triệu đồng. Sáng thứ Hai, chúng tôi xin phép rút số tiền còn lại và trao tận tay đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, admin fanpage Thiên 28 thông báo. Tổng số tiền quyên góp được là 1 tỷ và 95 triệu. Anh Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc nội dung của Thiên 28, người chịu trách nhiệm đăng tải nội dung trên các nền tảng thuộc công ty cổ phần kênh 28 Entertainment quản lý chia sẻ ban đầu. Tuy nhiên, sau khi nghe tham vấn từ các cơ quan, ban, ngành và cộng đồng mạng, đội ngũ Thiên 28 quyết định rút ngắn lại thời gian kêu gọi còn một ngày, cụ thể tới đúng 14 giờ chiều 15 tháng 9. Số tiền trong biên lai được ghi nhận đã chuyển 1 tỷ và 95 triệu. Tuy nhiên, bị lỗi kỹ thuật in ấn nên số tiền ghi trên bảng trao tặng cho Ủy ban Mặt trận TQ Việt Nam quận Thanh Xuân bị sai sót, chỉ ghi 1 tỷ đồng. Ý tưởng này xuất phát trong cuộc họp của ban giám đốc về việc kêu gọi từ thiện giúp đỡ từ anh chị em trong công ty. Ngay sau đó, thì anh 28 nhận ra rằng có thể sử dụng hệ thống để truyền tải và chia sẻ những thông điệp giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, nên chúng tôi đã quyết định kêu gọi sự giúp đỡ trên nền tảng fanpage. Đây là ý tưởng của ban giám đốc, và trước khi kêu gọi từ thiện, chúng tôi đã được một số anh chị em báo chí, luật sư tư vấn để hợp tình và hợp cả về lý, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Tất cả chỉ là cảm xúc thực tế khi nhìn thấy những nỗi đau của các nạn nhân, anh Đạt cho biết. Biên lai và giấy tờ xác nhận đã khóa tài khoản ngân hàng chiều ngày 15 tháng 9, đại diện Thiên 28 nói thêm, trong quá trình kêu gọi, có rất nhiều người thắc mắc gọi đến số hotline của công ty và đã được bộ phận chăm sóc khách hàng giải thích rõ. Hiện tại đã dừng và khóa tài khoản. Tuy nhiên, vẫn có một số người chủ động chuyển khoản nên chúng tôi sẽ đợi thứ Hai rút nốt số tiền để sao kê, trao tặng và tiếp tục khóa lại, anh Đạt bày tỏ. Ngoài ra, đội ngũ admin sẽ xóa số tài khoản ở bài viết kêu gọi trước đó và tài khoản này chỉ được mở để phục vụ mục đích từ thiện. Vị đại diện khẳng định, không có bất cứ khoản thu chi cá nhân nào khác ngoài lệ. Việc tài khoản ngân hàng nhận ủng hộ đứng tên tổ chức Thiên 28 Entertainment khiến nhiều người lo ngại về tính minh bạch. Lý giải về vấn đề.